Ngày 31 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2022. Đồng chí Đỗ Tiến Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng hai Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cơ Bá Thuyên và Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban ngành của tỉnh và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku. Trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai đẩy mạnh phục hồi phát triển kinh tế xã hội gắn với công tác phòng chống dịch COVID-19 và đạt được nhiều kết quả khả quan. Đến cuối tháng 8, toàn tỉnh gieo trồng được gần 205.000 ha cây trồng các loại, đạt 92,5% kế hoạch. Chăn nuôi gia súc gia cầm tiếp tục phát triển mạnh theo hướng trang trại, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp giá so sánh 2010, tháng 8 ước hơn 2.336 tỷ đồng, 8 tháng đầu năm trên 17.138 tỷ đồng, đạt 59,32% kế hoạch, tăng 15,41% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 8 ước 7.500 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng ước trên 54.067 tỷ đồng, đạt 63,61% kế hoạch, tăng 12,23% so với cùng kỳ năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu tính chung 8 tháng 510 triệu USD, đạt 72,27% kế hoạch, tăng 25,93% cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tháng 8 gần 294 tỷ đồng, tính chung 8 tháng trên 3.796 tỷ đồng, đạt 70,1% so với dự toán Trung ương giao, 65,1% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, giảm 25,1% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đến cuối tháng 8 ước đạt 51.500 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cuối năm 2021. Trong tháng 8, có 60 doanh nghiệp và 38 đơn vị trực thuộc được thành lập mới. Tổng vốn đăng ký 895 tỷ đồng và có 6 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với số vốn 643 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có bước phát triển, các ngành địa phương đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho năm học mới 2022-2023. Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh 2 tháng 9. Lĩnh vực du lịch có bước phục hồi và phát triển, tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong 8 tháng đầu năm và chỉ ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, tập trung phân tích nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, kiềm chế tai nạn giao thông trong những tháng còn lại của năm 2022, ngăn chặn, khống chế sự lây lan, gia tăng nhanh của dịch COVID-19 trong tháng 8, công tác chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, công tác quản lý bảo vệ rừng và đẩy nhanh tiến độ trồng rừng năm 2022. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Tiến Đông đề nghị các sở ngành tập trung rà soát, đánh giá từng chỉ tiêu cụ thể, nhất là những chỉ tiêu lớn, từ đó đề ra các giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhằm đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2022. Trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và kiến nghị điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2022. Đánh giá cụ thể tình hình thu hút đầu tư đối với từng dự án, tăng cường đảm bảo công tác thu ngân sách nhà nước được giao, rà soát đánh giá chỉ tiêu biên chế của các sở ngành địa phương trong toàn tỉnh, nhất là đối với hai ngành y tế, giáo dục và đào tạo. Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chung của tỉnh, quy hoạch của thành phố Pleiku và hoàn thành kế hoạch sử dụng đất của các địa phương. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, quá trình chuyển đổi số. Cùng với đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 và triển khai các giải pháp căn cơ nhằm kéo giảm tình trạng tai nạn giao thông cùng một số nhiệm vụ trọng tâm khác.